Và chúng ta đang là nhìn thấy một cái đường thành, ở ngang này các bạn. Các bạn thấy chưa? Đây có một cái đường thành. Chú lái thuyền nói là người già ở đây hỏi, mà người ta không biết là ai làm luôn, mà người ta chỉ biết là từ nhỏ lớn là có rồi thôi. Ở vùng biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tồn tại một bờ thành chìm trong lòng biển, chỉ nhìn thấy khi thủy chiều xuống. Và hôm nay, PTA sẽ đi đến Nhơn Hải để tìm hiểu. Hãy cùng đi với PTA khám phá bức tường bí ẩn này nhé. Let's go! Và bây giờ thì chúng ta đã đến biển Nhơn Hải rồi. Đây, kia là biển Nhơn Hải rồi các bạn. Miên này, chị Miên nhá, ở đây là chị cung cấp về thuyền đúng không? Đúng rồi. Đó, các du lịch ở Hòn Khô này nè các bạn. À, bây giờ chị Miên nói các bạn biết gì không, là cái đường biển, cái đường thành đúng không chị? Gọi là đường thành hả? Cái đó là ở đây nó kêu là cái bờ đập. Chứ à, mà những người Gia Lai nó tỏ là nó kêu là bức tường thành. À, bức tường thành. Nhưng mà em nghĩ phải xây chứ làm gì dạ không? Có cái chuyện. Thì bây giờ em muốn nói anh cần thiết em sẽ chở anh ra, anh tự khảo sát ngoài đó người ta xây hay là bình thiên nhiên. Đó. Em có nói gì đâu. Đây và cái ở kia nó có một cái gọi là bờ đập này, gọi là bức tường thành. Ủa, đi bộ ra đó bằng cách nào chị? Không đi bộ mà phải đi thuyền riêng. À, muốn ra đó là buộc phải đi thuyền ra, giống như mấy người này đang đi ra chị. Đi cano đi, nhưng mà mắm vô đó không được, nếu mà đi là chỉ có những thuyền chở con em sẽ chở đi. À, thế à? Ra đấy hả? Đây là đảo Hòn Khô. Ra Nhơn Hải các bạn sẽ có thể ra đảo Hòn Khô này. Đảo Hòn Khô này các bạn sẽ ngắm san hô quá trời ngoài đảo này luôn nha các bạn. Đây nổi tiếng về san hô nha các bạn. Hay quá nha. Đây, còn đây là cảng cá này. Đó, lát nữa thì mình sẽ review cho tất cả mọi người xem nhé, để mọi người biết đến nơi này. Làm một vòng nào. Cái bờ đá đó là hơi bị hay đấy nhờ. Cái này thì anh coi, anh ra kia này nó mới đẹp là sao. Cái Hòn Khô đó là cái đường đó là đúng cái cũng tự thiên nhiên. Hồi xưa nó không có, mà bên đây tự nhiên nó đất xa hai năm nay nó có cái đường như vậy luôn. Là ở Hòn Khô. À. Và các bạn, bây giờ thì sau khi mình để đồ kia để sạc pin flycam thì bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài đây, mình review cho các bạn này. Đây là thuyền sẽ đón mình lên đây. Đây các bạn, là ở đây có một cái bãi biển. Ở đây thực ra thì cũng tắm được đấy, bãi biển này thì cũng tắm được, nhưng mà chỗ này thì chắc là ra ngoài kia tắm nó sẽ sạch hơn. Đâu? À đây. Đây ạ. Căng thẳng thôi. Bây giờ mình phải bỏ đồ lên đây này các bạn. Đây có cái cầu thang vác lên đây. Ê, từ từ. Rồi. Ê. Yeah. Và mình đã ở trên tàu rồi các bạn ơi. Này. Bây giờ sẽ đi ra tham quan cái đường thành. Ở đây nó có một cái đường thành. Và cái đường thành này các bạn, cái đường thành này nè là dân ở đây người ta nói là đây là cái đường thành tự nhiên luôn. Cái đường thành này nó ở vị trí kia các bạn, cả cái mỏm đá đó. Và bây giờ mình sẽ đi ra nhá. Đây là một cái vịnh nhỏ, gọi là một cái vũng thôi. Và đây là cái nơi tàu neo đậu nè. Dân ở đây chắc làm nghề đánh cá là chủ yếu rồi các bạn. Đây, sóng ở đây thì đây các bạn coi là cái thuyền đi này nó chồng chành cái này này. Thế luôn. Đấy. không cắt xóa luôn. Nước biển trong xanh, nhìn tới đáy luôn nhá các bạn. Đây nhá, nhìn tới đáy luôn nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài cái đường thành ở ngoài kia. Đợt sóng nó đánh đâu các bạn, nước bắn tung té lên luôn. Đây các bạn xem nhá, nước ở đây á, là nhìn thấy đáy luôn. Đây là cách bờ là 100 m rồi mà nhìn thấy đáy luôn. Đây các bạn coi này, cảm giác mà đi ra cái cảm giác mà đi ra đây á các bạn phải nói là thích thú lắm các bạn, và cũng là hồi hộp lắm các bạn, bởi vì là nên nhấp nhô xong đánh các bạn, sóng lớn đánh nhấp nhô luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không, này quay cho các bạn xem đó. Đấy, nó đánh như thế này này. Và chúng ta đang là nhìn thấy một cái đường thành. Một cái đường thành ở ngang này các bạn. Các bạn thấy chưa? Đây có một cái đường thành. Wow, đây này các bạn, đây là đường thành. Wow, nó có một cái đường luôn. Người dân người ta nói rằng đây là đường tự nhiên nha các bạn. Tự nhiên ở đây nó có một cái đường như thế này. Hay quá nhờ. Cái này mà đứng ở trên đây, đi bộ trên đây thì thôi rồi, đẹp luôn. Mắc đẹp luôn nha. Cái này là tự nhiên hả chú? Wow. Có lên được không? Con leo lên được đây. À thế à? Leo lên đây là phải ướt quần nha các bạn mới leo được. Ở đây là các bạn, ở đây là các bạn là có các tầng đá luôn các bạn này. Đây, cha. Thì đúng là này không phải là sông, không phải con người xây đâu, mà đây là nó giống như là một cái bức tường đá các bạn, tự nhiên nó nhô ra này các bạn này. Hay lắm các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy ha. Và chỗ này là nó thành một cái giống như một cái tường á. Đó, và rất là hay ở chỗ này, chính cái tường này nó ngăn cái sóng lớn ở ngoài kia kìa các bạn. Ồ hay quá ha. Ôi nước biển ở đây trong xanh cực kỳ luôn các bạn. Đây là cái dãy núi, đây là một cái dãy núi. Và cái bức tường đó nó đi từ cái dãy núi này nè, nó ra ngoài chỗ này. Và chính bức tường này nó giúp cho cái sóng ở đây nó lặng hơn, ở phía trong này nó sẽ lặng hơn này các bạn. Đó, lát nữa chúng ta sẽ bay flycam ở phía trên đây nhá. Hay quá ha. Cái này là tự nhiên có luôn á. Không phải là người ta làm đúng không? À, tức là chú lái thuyền nói là người già ở đây hỏi, mà người ta không biết là ai làm luôn, mà người ta chỉ biết là từ nhỏ lớn là có rồi thôi. Wow. Đây có đá đây là các bạn ạ. Ở đây có đá nha chú. Một bức tường dài. Bức tường này nó dài phải đỡ cỡ 400 m, 500 m đó các bạn. Nè từ đây tới kia nè. Lát nữa mình sẽ lấy flycam mình đo chính xác xem bức tường này dài bao nhiêu. Đẹp, hay ghê luôn các bạn. À, tức là nước, khi mà nước mà nó xuống á thì chỗ này nó hiện ra luôn. Wow, hay quá ha. Như vậy chỗ này là một cái điểm rất là lý thú ấy. Chưa xuống được chú ơi, chỗ này sâu lắm. Chắc phải vô chút xíu nữa chú ơi. Chỗ này này, chỗ này vô được này. Vô được không? Vâng, vô đó đi. Đây, mình quyết định là sẽ vào trong đó để review cho các bạn luôn. Ôi, ở đây đẹp quá. Nè. Kìa, ở ngoài kia đang có dịch vụ, đang có một chiếc cano đang chạy kìa các bạn. Đây là đảo Hòn Khô nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào chỗ này. Đây, đang đi xuống này. Ôi còn sâu lắm. Còn sâu lắm. Còn sâu lắm các bạn ạ. Các bạn lạ chỗ này đó. Vậy nhưng mà sâu lắm nha. Sâu ghê luôn á. Thôi không xuống được. Nhưng mà đây, quay cho các bạn xem. Nước đến nó trong. Nhìn thấy đáy luôn này các bạn. Chỗ này phải sâu cả 5 mét á, 4-5 mét luôn các bạn. Và đây có san hô nữa nè. Rất muốn là đi vô cái đường này nhưng mà đi vô không được các bạn ơi. Nên là tiếc, hơi tiếc một chút xíu nha. Mình muốn xuống rồi nhưng mà chỗ này nó sâu quá, mới chân không tới. Bây giờ thì mình sẽ đi dọc cái đường thành này và đi qua đảo Hòn Khô và review cho các bạn xem. Lát nữa ở trên flycam thì mình sẽ quay toàn bộ cái con đường này để xem nó sẽ dài bao nhiêu mét cho các bạn cùng xem nhá. Tiếp đến gần bức tường thành, PTA kinh ngạc với sự độc đáo của một bờ tường đá khổng lồ nằm dưới mực nước biển. Bờ thành nối liền vách đá thôn Nam Hải thuộc dãy núi Phương Mai rồi đến đảo Hòn Khô của thôn Hải Đông. Bề mặt thành phẳng, rộng hơn 10 mét, độ cao của thành chưa được xác định. Bức tường bao hầu như bờ biển Nhơn Hải, nhưng ở một số đoạn có chừa ra một khoảng trống để tàu thuyền có thể ra vào. Theo lời kể của người dân địa phương thì lớn lên đã thấy bức tường ở đó và không biết nó do ai xây hay là sản phẩm của thiên nhiên. Chỉ biết rằng khi thủy chiều xuống thì bức tường nổi lên khỏi mặt biển, còn khi nước lên thì không nhìn thấy gì. Bình Định trước đây thuộc vương quốc Champa. Theo thư tịch cổ để lại thì người Champa xây dựng những thành lớn tại Bình Định như Thị Nại, Bồ Đàn, Uất Trì và một số thành nhỏ khác. Nhưng vẫn chưa phát hiện có tư liệu nào nhắc đến bờ thành được xây dựng ở vùng biển Nhơn Hải. Nhơn Hải thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ trung tâm thành phố, bạn đi qua cầu Thị Nại khoảng 20 km sẽ đến với biển Nhơn Hải. Nơi đây cùng với Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh là 4 địa điểm nổi bật khi đi du lịch Quy Nhơn. Nhơn Hải quanh năm nước biển trong xanh, có nhiều rạn san hô và sinh vật biển rất phong phú. Ở đây cũng có các dịch vụ lặn biển để ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới san hô huyền ảo dưới đáy đại dương. Hoặc bạn cũng có thể tham gia các trò chơi trên biển như cưỡi mô tô nước, phao bơi hay tắm trên bãi biển Hòn Khô với nước trong xanh giữa mênh mông biển cả. Đến với Nhơn Hải, bạn cũng đừng quên thưởng thức những món hải sản tươi sống được bán ở các nhà hàng nằm ngay bờ biển nhé. PTA tin rằng một khi bạn đến với Nhơn Hải, tận mắt chứng kiến bức tường thành bí ẩn dưới đáy biển trong xanh sẽ là một kỷ niệm ấn tượng cho chuyến đi của bạn. Cảm ơn bạn đã cùng đi với PTA trong hành trình này. Hãy chia sẻ video clip và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ PTA nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo. Bye bye!